Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Dân Việt Nóng phát sóng lúc 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần trên chuyên trang Dân Việt Media. Sau đây là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội dứt khoát không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Bất lực với lò mổ không phép xả thải ra môi trường, người dân tiếp tục kêu cứu. Kinh hoàng con mương khiến quỳ tím chuyển đỏ, cá chết sau khi thả đúng 3 phút ở Hải Phòng. Nông dân Đồng Nai lo mất mùa trái cây do bụi đỏ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung chi tiết. Tối ngày 18 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra công văn hỏa tốc số 1149 UBND KGVX tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại, bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Riêng với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời, kiên quyết, kiên trì và kiên định bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội. Tháng 3 năm 2023, báo điện tử Dân Việt có loạt bài 4 lò mổ trong một con ngõ, chất thải đổ tràn ra đường, người dân Mỹ Đức, Hà Nội sống trong ám ảnh. Thông tin về việc nhiều người dân tại xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bày tỏ nỗi bức xúc khi phải sống chung quá lâu với các lò mổ tự phát gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau bài viết, chính quyền đã lập biên bản xử lý vi phạm một số lò mổ và tiến hành phun khử khuẩn. Thế nhưng mới đây, người dân xã Hợp Thành lại kêu cứu bởi địa phương xử lý không dứt điểm. Chỉ dọn dẹp được 1-2 hôm đầu khi báo phản ánh, sau đó tình trạng ô nhiễm tiếp tục tái diễn. Chính quyền huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội kêu khó dừng hoạt động của lò mổ không phép. Còn lãnh đạo xã Hợp Thành chỉ hứa khiến nhiều người dân trên địa bàn lại phải tiếp tục sống chung với môi trường ô nhiễm. Người dân xã Hợp Thành mong muốn người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng như cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường, phòng tài nguyên môi trường có liên quan sẽ nhanh chóng vào cuộc và có biện pháp xử lý dứt điểm, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm để trả lại môi trường trong sạch, môi trường đáng sống cho bà con nông dân. Dân Việt Nóng sẽ tiếp tục vấn đề này trong các bản tin sau. 5 con cá khỏe mạnh chết phơi bụng chỉ 3 phút sau khi thả xuống mương, quy tím chuyển sang đỏ sậm. Đó là kết quả chứng minh thứ nước trong con mương này đang có nồng độ axit rất cao. Nguy hiểm hơn, axit có thể ngấm sâu xuống lòng đất và gây ô nhiễm trong thời gian dài nếu không được xử lý triệt để. Đây là hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi lại hôm 17 tháng 4 tại con mương gần bãi chất thải Gibbs của nhà máy DAP Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Cống xả thải ngay đầu con mương được chảy ra từ khu đất do công ty cổ phần DAP Vinachem được giao quản lý. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm đối với việc dòng nước ngoài môi trường bị nhiễm axit? Câu hỏi này rất cần sự vào cuộc kiểm tra làm rõ từ các cơ quan chức năng. Thông tin vụ việc này sẽ tiếp tục được báo điện tử Dân Việt theo dõi và làm rõ. Liên quan đến sự việc tuyến đê sông Cản đoạn qua xóm 5, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang thi công bỗng sạt lở gây sụt lún. Chiều ngày 18 tháng 4, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các sở ngành liên quan đã trực tiếp để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố. Sau khi thăm hiện trường, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã lập tức giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, nhà thầu cũng như các đơn vị liên quan thực hiện khoan địa chất, đánh giá nguyên nhân sự cố, đảm bảo trong thời gian 1 tuần sẽ xây dựng xong các phương án giải quyết khắc phục tình trạng sạt lở để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân. Chuyển sang một số thông tin về nông dân, nông nghiệp, nông thôn đáng chú ý. Người trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên đa số các loại cây ăn trái, nhất là sầu riêng, trôm trôm, măng cụt ra hoa rất nhiều, kỳ vọng một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, theo người dân ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, khoảng cuối tháng 2 năm 2023 đến nay, khi trôm trôm, sầu riêng bắt đầu đơm hoa kết trái, cũng là lúc bụi đỏ ở sân bay Long Thành phát tán mạnh ra các vùng trồng cây ăn trái, khu dân cư. Điều này khiến cho các loại cây ăn trái bị teo hoa, sầu riêng dù đã đậu trái trên 50 ngày vẫn lần lượt rụng đầy gốc, hao hụt mất 50% trái so với những năm trước. Trước tình trạng này, lãnh đạo huyện Long Thành cho biết đã nắm thông tin và sẽ cử cán bộ chuyên môn về kiểm tra, ghi nhận tình hình để đưa ra phương án hỗ trợ.
Những ngày này, bà con vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang bước vào vụ thu hoạch đào năm 2023. Vụ đào năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên đào Bắc Hà đậu quả sai, việc tiêu thụ cũng thuận lợi, nhất là vào dịp cuối tuần, chợ phiên chủ nhật có nhiều khách du lịch. Hiện giá quả đào đầu vụ khá cao, cho bà con thu nhập ổn định so với vụ trước. Giá đào vẫn dao động từ 10 đến 60.000 đồng trên 1 kg, gồm 3 loại. Loại xô thưởng và đẹp từ 10 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Loại chọn đều và đẹp từ 25 đến 35.000 đồng trên 1 kg. Đào ngố từ 40 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Toàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng gần 100 hectare cây đào Pháp giống DT2 và Mixred tập trung ở các xã Tả Trải, Na Hối, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà. Đa số các hộ trồng xen cây đào với mận, lê, số lượng từ 30 đến 50 cây trên một vườn. Mấy năm gần đây, những loại cây ăn quả ôn đới này đã mang lại nguồn lợi kép cho người nông dân, vừa có nguồn thu từ hái quả, vừa thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Và như thường lệ, cuối chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị cập nhật giá các mặt hàng nông sản mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.